Trong cơn mê anh cân năm cực gắt, mộng vừa tắt anh đi bộ nhặt hoa. Nếu không muốn bị mọi người chê múa floor ngu thì hãy xem clip này của mình. Mình không chắc sẽ giúp các bạn cân năm như top top, nhưng video này mình sẽ cho các bạn vài mẹo khi chơi floor nhé. Đầu tiên các bạn vào đấu tập. Muốn ném hoa không hụt thì các bạn nên tập ném hoa, và nên ném hoa từ nhiều phía để cứng tay hơn. Tuyệt đối đối không bấm bừa vào chiêu vì làm vậy thì khả năng cao sẽ hụt hoa nha anh em. Tập đánh thường và dùng skill 2 ngay sau đó. Mọi người nên tập nhiều lần để quan tay. Theo mình mọi người nên tập từ 20 đến 30 phút nha. Khi đã tập quen rồi thì mọi người bắt đầu với dùng skill 1 đánh thường skill 2. Không nhất thiết phải lụm cả 3 bông khi vừa mới tập. Khi dùng skill 3 mọi người nhặt hoa từ phía nào cũng được và dùng skill 2 trước khi nhặt hoa nhé. Nếu quen và bắt đầu múa được rồi mọi người hay thử ghim mép và múa để làm màu nhé. Như mình đã nói hãy tập skill 1 và skill 3 từ nhiều phía để quen cứng tay hơn và không bị khựng khi múa. Khi múa với máy và với người thì sẽ có sự khác biệt rất lớn nên mọi người nên đấu thường thật nhiều để cứng tay khi múa hơn nhé. Mẹo cuối cùng là mọi người nên dùng skill 3 đầu tiên để lấy miễn nhiễm, sau đó hãy dùng skill 1 sau nhá. Ok, tuy múa floor không được hay nhưng mục đích của video này là để giải trí nên mình sẽ múa cho các bạn xem nhá. Và đây là Polo Pilo. Ui, múa ấy toang mình nhầm, cái này mới đúng nè. Bú liếm.
Polopilo, Polopilo. Yeah.